Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian gần đây, nhiều đối tượng mạo danh là cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam gọi điện nhắn tin cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, yêu cầu người dân đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, cập nhật thông tin trên ứng dụng VSSID bảo hiểm số. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tỉnh thành phố không có chủ trương điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Người dân cần tăng cường cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn phạm tội, lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghiên cứu kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng. Thông qua các sự việc nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cảnh báo, khuyến cáo đến người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cần nâng cao cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo.